Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Zing MP3, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên Nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nhé. Các bạn thân mến, trong radio tuần trước, chúng ta đã cùng lắng nghe trích đoạn tiểu thuyết Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian của Ocean Vương, cuốn sách đang làm mưa làm gió trong cộng đồng đọc sách nói chung và cộng đồng yêu văn học nói riêng. Trong radio ngày hôm nay, Trạm Radio đã mời tới đây anh Khánh Nguyên, dịch giả của cuốn sách, để cùng trò chuyện với Hà Trang về Ocean Vương và về quá trình dịch thuật của Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian. Xin chào anh Khánh Nguyên, rất cảm ơn anh đã nhận lời mời tham gia về Trạm Radio. Vâng, xin chào Hà Trang và các thính giả của Trạm Radio. Mình là Khánh Nguyên và mình rất là hân hạnh được tham dự radio kỳ này. Vâng, câu hỏi đầu tiên, cơ duyên nào đã đưa anh đến với Ocean Vương và cuốn tiểu thuyết đầu tay của tác giả này? Mình có nghe về Ocean Vương trước đó khi mà anh ra mắt cái cuốn thơ Trời đêm những vết thương xuyên thấu ấy. Nhưng mà phải tới khi Vương ra mắt cái cuốn tiểu thuyết đầu tay thì mình mới thật sự là chú ý đến anh với cái tác phẩm của anh. Người cuốn tiểu thuyết nó kể dưới dạng một cái lá thư của nhà thơ mà viết cho người mẹ không biết chữ của mình, kể về những cái trải nghiệm trưởng thành trên đất Mỹ, mới sống với mẹ và bà ngoại. Thì cái niềm hứng thú của mình nhìn cho cuốn sách đấy thì nó có xuất phát hơi cá nhân một chút, cũng như là nhân vật chó con ấy, mình cũng được trưởng thành ở trong cái sự nuôi dưỡng của những người phụ nữ trong gia đình, có bà ngoại này, các cô của mình với lại mẹ mình nữa. Hồi nhỏ thì gia đình mình đông lắm, thì bà ngoại có tới 10 đứa con này. Về sau thì mọi người, người thì qua đời, người thì cũng đi Mỹ, nên là chỉ còn có bà ngoại với mẹ mình thôi. Bà ngoại mình sinh năm 31, là tới cái thời điểm mà mình biết nhớ đó thì bà cũng lớn tuổi rồi. Nhưng mà bà ngoại mình, trong mắt mình khi mà mình nhớ lại thì bà ngoại rất là mạnh, rất là khỏe. Bà làm được nhiều việc mà không cần nhờ vả gì con cháu. Cái đó thì nghĩ là cũng hiển nhiên vì bà sống qua được bao nhiêu chuyện mà, bao nhiêu cái biến động về chiến tranh. Rồi mình nuôi một đàn con, rồi qua cái chết của hai người con trai, rồi đến cái ngày mà bà nhìn cái con mình tản mát ra nước ngoài hết, thì thậm chí đến cái những cái năm tháng cuối đời khi mà cái giáo của bà suy giảm nhiều rồi thì cơ thể của bà vẫn không bỏ cuộc, vẫn cứ tiếp tục chiến đấu. Mình nghĩ bà là một trong những người phụ nữ mà mạnh mẽ nhất của mình từng biết. Có ai nói là mình với lại Vương là cái thế hệ mà sinh ra khi mà chiến tranh đã chấm dứt, và nước lẫn cái con người bước vào cái quá trình hồi phục rồi. Đúng rồi, mình dĩ nhiên là có khó khăn, nhiều khó khăn. Thế hệ của mình thì không phải trải qua những cái năm tháng chiến tranh thảm khốc như là ngoại hay là ba hay là mẹ mình. Nhưng mà khác với lại Vương, cho con ấy, may mắn được đón nhận tình thương từ ba mẹ mình rất là trọn vẹn. Khi mà cô cậu mình đi nước ngoài thì cái căn nhà nó vắng lặng hẳn lại. Những cái cuộc nói chuyện, cuộc điện thoại, có một số là những lần mà về thăm, chứ không phải mấy năm một lần thì các cô cậu về thăm, thì những cái đó là những cái trải nghiệm về cuộc sống ở Mỹ ấy, thì mình chỉ nghe kể lại qua những lần mà cô cậu mình về thăm hoặc là gọi điện thôi. Chẳng hạn như là mình nghe kể về cái công việc của cô mình làm ở Target, đó là cái chuỗi cửa hàng bán lẻ ở Mỹ, mà kiểu đó là trước khi mình biết tới văn hóa Mỹ mà biết tới những cái internet, hay là như là bang Arkansas, đọc như thế chứ không phải là đọc là Arkansas chẳng hạn gì. Mình nhớ có lần mà trên xe mà đón cậu mình về từ máy bay, cậu mình
chửi nhiều lắm, chửi về giấc mơ Mỹ, chửi nói là những người mà đi đi về thường là quà cáp, xong rồi trang phục mà lóng lánh là xịn lắm, và có những cái hào nhoáng mà họ giấu đi, họ kể những điều hào nhoáng mà họ giấu đi qua những cái công việc làm hay 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 job mà. Hay là những cái ca trực giờ những trái khóe, hay là những lần mà nai lưng hay làm tiệm nail, rồi mì gói thì ăn quanh năm. Mình nghĩ đó là cái sự khổ cực đó, cái khó khăn đó. Thì không có cái nhà văn thì chắc là chỉ là những cái câu chuyện mà bên bên bàn nhậu sau buổi tối khi mà của các anh em và các chị em với nhau, thì nó sẽ mãi mãi là những cái câu chuyện tâm sự gia đình đấy thôi. Trong sách mình nhớ có một cái chi tiết, đó là khi mà bóng đèn bị hư trong nhà tắm, là mẹ của chó con bảo là sẽ ra hiệu thuốc mua sẵn mua cho bà ngoại một hộp Ensure. Cái món sữa Ensure ấy là cái thứ mà quanh năm cái cô cậu mình đúng rồi cũng mua cả lốc về để gửi cho bà ngoại uống. Mình đọc tới đó cái mình cảm thấy rất là bất ngờ, mặc dù nó chỉ là một cái chi tiết thoáng qua thôi, nhưng mà nó gần gũi kinh khủng luôn, cho nên là mình nhớ hoài. Dịch một tác phẩm đầy chất thơ và có cả thơ như Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian thì có gì khó với anh hay không? Anh mất bao lâu để hoàn thành bản dịch và anh có trao đổi với tác giả khi trong quá trình dịch hay không? Dịch cuốn này đúng là thử thách lớn. Mình ngâm cũng lâu lắm, thì chắc là cũng phải hơn 6 tháng. Mình biết là với một cái cuốn sách mà nhiều chất thơ như thế này, là nhiều chỗ chơi chữ nữa, thì việc chuyển ngữ mà tuyệt đối 100% là một việc không thể. Nhưng mà như Vương có nói là tiếng Việt là cái ngôn ngữ gần nhất với ý niệm về nhà của anh, và cho nên là mình biết đó là cái lợi thế lớn nhất mà mình có khi mà thực hiện bản dịch bản quyền này cho một cái cuốn sách mà có tâm đó là nhà. Dịch cuốn sách này mình cũng xác định là sẽ sử dụng cái giọng văn miền Nam là chủ yếu, đúng với lời quê của tác giả, đặc biệt là phần đối thoại, thứ mình cố hết sức trong khả năng để mà đạt được cái độ tự nhiên nhất. Thì mình biết là tác giả vẫn nói chuyện với lại bà và mẹ mình, những người trong gia đình là vẫn giao tiếp bằng tiếng Việt, nên là mình sẽ hình dung nó là những gì mà mình nói bằng lời thực trong cái chừng mực mà một bản dịch cho phép. Cái khó tiếp theo là cái nhịp điệu, nhiều chỗ mình phải tính toán cân đo kỹ lắm, mình phải đọc lên thành tiếng coi coi con này nó như thế nào, em phải ở đâu, có nên thêm vào ở đây không, vì hai thứ tiếng nó quá khác nhau đi, cho nên tiếng Việt gần như là phải có một cái, gần như mình phải tạo một cái nhịp điệu riêng, giống như là một cái sự thương lượng mà khi mà hai bên mình như một cái độc giả tiếng Anh là mình, một cái độc giả tiếng Việt cũng là mình luôn, mà cứ nhượng bộ nhau chỗ này chỗ kia, chỗ này mà muốn giữ ý của tác giả thì phải chịu tiếng Việt bị kỳ kỳ một chút, hoặc là chỗ kia mà muốn giữ cái chơi chữ thì phải chấp nhận đổi nghĩa của câu gốc một chút xíu. Chỗ chơi chữ là cái nhức đầu nhất, tại vì thường là mình hay bị tắc một chỗ mà không có giải quyết được, rồi lâu lâu lại làm việc khác, chẳng hạn như đang lái xe thì ý tưởng nó nảy ra trong đầu. Một trong những chỗ mà mình rất là vui khi mà nghĩ ra được đó là chỗ Sam với Saming đầu sách, chỗ đàn bướm ấy. Vương vắt cái chữ Saming ra chỗ đợt Sam mà liên tiếp những cái sau đó là các mảnh ký ức của chó con, và mình đã giữ được chỗ đó bằng cách là thay đổi một chút ở đây, rồi kiểu thêm cái động từ ở đây, hoặc là đảo cái trật tự câu ở kia,
nhưng mà kết quả ra mình rất là vui, mình rất là hài lòng, giống như là giải được một cái câu đố cái câu đố khó vậy. Và nó sẽ có nhiều chỗ nó rải rác như thế trong suốt cái cuốn sách đó. Mình có trao đổi với tác giả trong lúc dịch, nhưng mà không cũng cũng không hẳn là trong lúc dịch mà là sau khi mà xong lần dịch đầu tiên. Và mình trao đổi thứ nhất là để xác định lại cái xưng hô của các nhân vật với nhau. Cái thứ hai là để xác định xem là cái bài hát của Khánh Ly đó là bài nào chắc chắn thiệt. Và cái thứ ba là hỏi tác giả gì có một cái câu thành ngữ trong trong sách mà mẹ của bà ngoại Lan nói với bà ngoại Lan là gái không chồng như rác như rơm, mà cái câu tiếng Anh mình dịch ra mình không tìm được cái câu thành ngữ tiếng Việt nào. Hỏi làng trên xóm dưới luôn, hỏi cả ba của bạn mình là giáo viên văn cũng không 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 biết. Đó là mình phải hỏi tác giả, mà tác giả thì trả lời lại là tác giả bảo là lâu quá là tác giả không nhớ, mà tác giả đi hỏi thì cũng cũng không có câu trả lời. Đó là cuối cùng mình chọn một cái câu gần nhất mà theo mình thấy là gần nhất với lại cái bản tiếng Anh. Sau biên tập một lần nữa thì bên Nhã Nam lại liên hệ với tác giả để làm rõ ra những cái chỗ còn mù mờ, khó hiểu. Mình được may mắn ở chỗ là cái ekip bên Nhã Nam họ giúp đỡ mình rất nhiều trong quá trình dịch cũng như là biên tập cái cuốn sách này. Từ sửa những cái lỗi sai mà có nhiều lỗi rất là ngớ ngẩn, tại vì mình hay đọc lộn chữ, cho đến cái chỉnh cho cái nhịp điệu của câu lại. Ví dụ như cái câu con mắt trong hốc một mình một cõi, một câu mà nhiều bạn mình thấy là nhiều bạn cũng thích, nó là một chỗ sửa mà mình rất là thích, rất là tâm đắc sản phẩm của chị An Lý. Chị cũng giúp mình những chỗ chơi chữ nữa, có những cái nghĩ ra những cái option khác hay hơn mà lúc mà dịch mình không nghĩ ra được. Ngay cả cái những cái chỗ dịch, một số chỗ mà chị góp ý như là nên dịch sát nghĩa hơn, bởi vì Bương là nhà thơ mà, cho nên có những cách chọn từ, dùng từ và dùng những cái hình tượng cần phải giữ lại cho anh ấy. Vâng, theo như Hà Trang được biết thì ban đầu anh để nhân vật gọi mẹ là má theo đúng nguyên tác, nhưng sau này lại đổi thành mẹ, thì không biết lý do cho sự thay đổi này là gì? Ban đầu mình cũng nghĩ là tác giả để ma là má cơ, là trong tiếng Việt ấy. Nhưng mà khi mà mình liên hệ với anh ấy để hỏi về xưng hô ấy, thì anh ấy mới nói là ma ở đây là tiếng Anh, viết tắt của mama. Còn cho con và mẹ xưng với nhau là mẹ con. Thì đúng lúc đó kiểu mình đúng rồi, tại vì đây là một cái lá thư của một nhà thơ Mỹ viết bằng tiếng Anh mà, cho mẹ. Cho nên chúng ta cứ nghĩ là chữ chữ ma là má trong tiếng Việt, cho nên không có nhận ra cái điều đó. Với lại ta có thể thấy cái xưng hô của mẹ và cháu con trong một cái đoạn ở trong sách mà mình thấy là rất nhiều bạn thích chia sẻ. Đó là cái đoạn mà I miss you more than I remember you. Thì ở trước đó thì mẹ của cháu con gọi điện có hỏi là con có nhớ mẹ không. Ban đầu mình còn tưởng tác giả dùng sai cơ, đó là mẹ ơi, má mà. Thì như đã nói thì cuốn sách có một cái sự gần gũi nhất định với mình, nhưng mà đến lúc mà xác định được cháu con và mẹ là nói chuyện với nhau là mẹ con thôi luôn, nghĩa là ở nhà, tại vì mình nói chuyện với mẹ cũng mẹ con, rồi bà ngoại nói chuyện với mẹ mình cũng xưng với mẹ mình là má con. Và cái xưng hô của bà ngoại Lan với lại mẹ Hồng của cháu con ấy mình cũng đã hỏi lại rồi, và đó đúng 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 là má con thật. Mình khi mà cái lần hai mà mình đọc lại và chỉnh sửa bản dịch ấy, mình thấy câu nó tự nhiên với mình hơn rất là nhiều. Nhưng mà vấn đề dịch tên tác phẩm cũng khá đau đầu chứ. Từ khi biết tác phẩm được mua bản quyền và chuyển ngữ thì rất nhiều độc giả đã đưa ra các gợi ý khác nhau. Vậy tại sao anh và ban biên tập lại quyết định chọn Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian?
cái tên nó là một chỗ mà chị An Lý và mình đã trao đổi nhiều. Dĩ nhiên là khi mà bạn đọc đọc đến cuối sách thì cái ý nghĩa của cái tên nó rõ ràng, nó rất là rõ ràng. Ban đầu thì mình chọn là ta chỉ thoáng rực rỡ ở nhân gian, nhưng sau đó chị An Lý nó là trong cái tựa làm gì có chữ chỉ, nên là bác đi cái chữ nhân gian ấy, là mình lấy từ thơ Xuân Diệu cơ. Bài thơ mà nói về thời thanh xuân mà trôi qua vội vàng. Còn cái chữ rực rỡ thì nó phức tạp hơn một chút, bởi vì mình không nhận là nó chưa có bắt được hết cái nghĩa của từ gốc. Cả cuốn sách là cái nhìn của cháu con về cuộc đời, có nhiều lăng kính màu sắc khác nhau, mà mình nhận ra là cái chữ rực rỡ là để miêu tả được cái một cái rừng màu sắc ấy, nó là một cái lựa chọn mà mình thấy là thích hợp. Trái ngược với tập thơ Trời đêm những vết thương xuyên thấu, thì tiểu thuyết Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian lại được đông đảo bạn đọc Việt Nam đón nhận và yêu mến ngay từ khi sách vừa phát hành, thậm chí là ngay trước khi sách phát hành thì mọi người cũng đã rất hào hứng rồi. Vậy thì khác biệt ở đây là gì theo anh? Lý do nào khiến cho tiểu thuyết được lòng cả công chúng lẫn giới chuyên môn, thường khó tính với các tác phẩm bestseller? Mình cũng khá là bất ngờ khi mà tác phẩm được đón nhận nồng nhiệt như vậy. Mình thì biết là nó hot rồi đó, nhưng mà hot mà tới mức đó thì chắc là không chỉ mình mà nhiều người cũng cũng thấy ngạc nhiên nữa. Giải đáp thì chắc là khó mà giải đáp cho thấu đáo. Mình nghĩ một phần là nhờ hiệu ứng truyền thông quá là mạnh mẽ đi, kể từ khi sách ra mắt ở nước ngoài cơ. Ô Sinh Vương cũng là một nhà thơ quá nổi tiếng rồi, thì cái sự hào hứng đấy lan đến cái cộng đồng đọc sách ở Việt Nam, và bản thân cuốn sách cũng là có một cái đề tài không bao giờ hết hot với mình, câu chuyện gia đình và cái câu chuyện về người Việt di dân. Mình có đọc một cái comment của một bạn hỏi trên Reading Club là cuốn sách này có nói về chính trị nhiều không, vì gia đình Vương là gia đình di cư sau chiến tranh. Vương không có tránh né chính trị, nhưng mà dĩ nhiên cũng không có đề cập tới cái chính trị mà bạn ấy nói tới. Mình nghĩ là cũng không không đủ nhiều để mà thành thành vấn đề. Vương nhận mình là người Mỹ, và câu chuyện mà anh muốn kể cũng giống như câu chuyện của khá nhiều người Mỹ di cư thế hệ hai, đó là cái trăn trở về căn tính của mình. Và trong cái quá trình khám phá đó, trong cái hành trình khám phá đó, như chính câu chuyện trong sách ấy, ta không thể nào mà không quay về với cội nguồn, như là đàn bướm di cư mà thế hệ sau tìm về nơi xuất phát. Thì qua những cái ký ức của mẹ và bà, ký ức về mẹ và bà, anh quay trở về với lại cái chấn tâm đó, với cuộc chiến của Việt Nam từ anh sinh ra, từ đó anh sinh ra. Nhưng mà đó cũng chỉ là một 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 phần thôi, nó chỉ là một phần trong cái hành trình khám phá bản thân anh. Có một yếu tố nữa mình nghĩ đó là do văn, thì văn xuôi dễ đọc hơn thơ. Tập thơ của anh nó là những cái bài thơ riêng lẻ, mà như mà Vương từng kể là làm thơ thì viết xong bản nháp là cơ bản là off the hook rồi. Thì những bài thơ anh là cảm xúc, những trải nghiệm và những cái mẩu ký ức, nó có rất nhiều điểm nhìn, và là nó đi theo, nó có một cái chủ đề được sắp xếp nhưng mà nó vẫn còn rời và nó khá là khó nắm bắt. Cái cách viết mà ngắt câu đối với một dịch giả mà mình đọc ấy, mình cảm thấy cũng rất là khủng khiếp. Nhưng mà ở dạng tiểu thuyết thì cái thể loại đó thì nó đòi hỏi một cái cốt truyện, có một cái sự xuyên suốt, cho nên là ngoài ngôn từ đẹp dễ dễ trích dẫn đăng Facebook này, Vương còn sử dụng hình ảnh và những cái mẩu chuyện rất là gần gũi với độc giả. Cái mà mình nghĩ khiến cho Vương là một cái nghệ sĩ đó là cách mà anh sử dụng, anh cấu trúc, sắp xếp những cái chất liệu của anh. Giống như là một người học tiếng Anh thì sẽ nhận ra những cái hiện tượng đọc âm khác nghĩa, như là sentence chẳng hạn. Nhưng mà chỉ có Vương mới đủ cái tinh tế để mà khai thác nó, kể cho câu chuyện của mình.
Vâng, rất cảm ơn dịch giả Khánh Nguyên đã dành thời gian để chia sẻ với thính giả của Trạm Radio. Hà Trang hy vọng rằng sau cuộc trò chuyện ngày hôm nay, các bạn thính giả đã hiểu thêm về quá trình dịch tiểu thuyết đầu tay của Ocean Vương. Và một lần nữa xin chân thành cảm ơn anh. Rất hy vọng sẽ tiếp tục có cơ hội cộng tác với anh trong tương lai. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.